Đây là mấy cái tàu ngư dân. Chỗ nào lận? Mới mười mấy tuổi giỏi luôn đó nha. Mới có 13, 14 tuổi nha. Quá trời cá luôn đó nha ơi. Trời ơi. Cái bè của ai vậy? Bè của ai vậy? Ủa, cái nhà thấy cá nó nhảy không? Ê, nó đi đâu vậy? Ôi đủ ít nhiên. Có cái gì ta? Hình như có con mực nó gì nè. Ủa con để mồi vô đây hả? Mấy con cá chết là để mồi vô. Cá ghè với cá gì vậy ta? Lấy bọc cái gì nè? Bọc đâu? Hay xíu. Trời hay thổi luôn. Kêu mình lên cái mướp này mình chèo chắc tới Mỹ luôn á. Đó, hai cái ống đó là nó làm dấu đó. Giờ mình kéo lên. Hôm qua hai cháu mình đâu có lấy điện thoại theo đâu. Tại vì hai cháu mình đi ra biển á, nên là không lấy điện thoại theo quay cái lúc mình đặt. Không biết là có cá không đó. Hình như có kìa, nhóc hết trơn kìa. Cá nhảy quá trời nhảy. Kéo đây. Giờ tháo dây ra nè. Đủ cá ra nè. Một con. Còn sống. Đổ đầu vô lại hả? Đổ mấy con cá vô lại. Đổ mấy con cá chết vô lại để mình đặt nữa cả nhà. Ủa cá này nhỏ xíu hả? Cá nào nhỏ để lại đi. Trời trời trời, nó nhảy kìa. Cá này nhỏ quá à. Cá này cái gai của nó đâm cái là xỉu luôn cả nhà, cho nên là mình phải cầm chặt tay. Nhỏ nhỏ quá trời. Không ăn cá bự rồi. Nhỏ nhỏ để lại cá lớn. Bị. Để ra lấy xe đạp lại. Nhảy tùm lum hết trơn. Bây giờ mình cột lại để cho mình để lại qua ngày có cá ăn nữa cả nhà. Cá này còn nhỏ quá cho nên nuôi nó cho nó lớn. Mọi người thắc mắc là cá nó đi vô đường nào. Đây. Cá nó sẽ đi vô đường này. Đó.
con nào khôn thì biết đường ra, còn con nào ngu là chết trong đó luôn. Giờ mình đem đặt lại vô cổ để dụ cá vô. Cái dấu là mấy cái chai á, là cái dấu mình để lại cái dấu. Rồi về thôi.